tuần nha các bạn, để hai tuần quà đặc biệt nha. Rồi, chưa nghe câu hỏi thì phải hỏi rồi. Rồi, các bạn cho tôi lại hỏi nha. Đố các bạn nha. Vào đầu năm học mới, con rít con nói một câu gì với con rít mẹ mà con rít mẹ hiểu ngay tại chỗ. Đố con rít con hỏi nói câu gì với con rít mẹ. Rồi, các bạn có gì để hỏi tụi con đi chung với mình nha. Gặp lại một lần nữa nha. Vào đầu năm học mới, con rít con nói câu gì với con rít mẹ mà con rít mẹ hiểu ngay tại chỗ. Bạn nhỏ nào có câu trả lời sẽ được nhận hai phần quà của chú Hờ nha các bạn. Giao đồ năm học mới rồi, bạn nam đi giơ tay nhanh chóng để xem bạn có nhận quà của chú này không nha. Đây là con rít con nói gì với con rít mẹ con? Tại vì nó mẹ quần áo mà. Mẹ may quần áo cho con. Rồi, chúc mừng con luôn nha. May mắn rồi sao sai rồi. Gần sao là đúng lên cho tự. Bạn nói là mẹ ơi may quần áo cho con. Chưa chính xác nha. Các bạn nghe là con hỏi đây. Đây là câu hỏi rất là dễ mà. Vào đầu năm học mới, con rít con nói câu gì với con rít mẹ? Để cho các bạn nha. Con rít nó có bao nhiêu chân?